22 sứ quy mộ Tu Bổ Điện Vũ và Thánh tượng Chùa Quán Âm ở Triệu Gia Thôn thuộc Đông Hương, huyện Cáp Dương, năm Dân Quốc 24-1935. Quán Âm đại sĩ thệ nguyện rộng sâu, pháp giới chúng sanh đều được bình đẳng nhiếp thọ, khiến cho kẻ thiện căn chưa gieo, chưa chín mùi, chưa được độ thoát liền gieo, liền chín mùi, liền độ thoát. Đối với kẻ nên dùng thân nào để độ được, bèn hiện thân ấy để thuyết pháp, ấy là vì đại sĩ vô tâm, lấy tâm của chúng sanh làm tâm của chính mình. Đại sĩ không có cảnh, lấy cảnh của chúng sanh làm cảnh của chính mình, nên gặp kẻ mê muội tự tâm, bèn nói những lời pháp ngữ mềm mỏng, khiến cho kẻ ấy khai ngộ. Gặp kẻ mắc phải các hiểm nạn, bèn hiện thành cầu biến hay nhân sĩ, khiến cho kẻ ấy được thoát liền. Do đại sĩ thành Phật đạo đã lâu, vi nguyện vô tận, nên giống như vầng trăng rạng ngời yên bóng ngàn sông, dường như ánh nắng xuân xanh thành muôn cây cỏ, chẳng mong tưởng mà được như vậy. Do vậy ai nấy đều cảm mộ hồng ân bảo vệ phù trợ, cho nên nơi nào cũng lập miếu để thờ phụng ngài. Chùa Quán Âm thuộc Triệu Gia Thôn tại ấp Đông, vốn tên là Quán Âm Viện. Điều này thấy ghi trong bi ký do một sinh viên trong ấp là Lô Tường Hương soạn vào năm Thiên Khải thứ hai 1622. Đời nhà Minh, người đời sau dựng thêm Phật điện ở đằng trước, đổi tên viện thành Nho Đông Tự. Nhưng do hai chữ này đối với pháp đạo chẳng biểu lộ được ý nghĩa sâu xa nào, mà kẻ thấy nghe cũng khó thể gieo thiện căn, huống chi đang trong lúc luôn gặp phải tai họa này. Nếu chẳng đề xuất thánh hiệu Quán Âm khiến cho nhân dân xưng danh thoát khổ, thì chẳng những cô phụ lòng từ mênh mông của đại sĩ, mà còn cô phụ sâu xa thâm tâm của người kiến lập Quán Âm Viện thuở ấy, vì thế đổi tên là Quán Âm Tự. Kiến trúc của chùa là một tòa cửa tam quan, bên trong ấy thờ hai vị Kim Cang, một tòa Phật điện thờ ba vị Phật Thích Ca, Dược Sư, Di Đà, có Ca Diếp, A Nan đứng hầu bên cạnh. Sau Phật điện là một tòa điện Vi Đà, hai bên là hai tòa phối điện, phía đông thờ Quan Đế, phía tây thờ Giả Lam, chính giữa là một tòa Quán Âm điện, bên trong thờ Đức Quán Âm, đứng hầu hai bên là Thiện Tài, Long Nữ. Hai bên vách là thập Bát La Hán, dựa theo hình thế ấy, được biết Phật điện là do sau này xây dựng thêm vào. Người trong ấp tôi, từ sau thời Cản Long Gia Khánh, Phật học bạt tiếng vang, ngoại đạo cũng không có. Gần đây nạn đói kém dồn dập xảy ra, quân binh giặc cướp nhiều lượt quấy nhiễu, nhân dân khổ sở cùng cực, mong yên vui nhưng chẳng được. Các thứ ngoại đạo thừa cơ kéo đến, môn đình thuyết khác nhau, nhưng nói chung là dùng luyện tinh khí thần để cầu thành tiên, làm bề tôi của thiên đế mà thôi. Thoạt đầu ông Lý Tiên Đào lên Thượng Hải buôn bán, nghe pháp quy y, đến khi quay về thỉnh một số kinh sách để tặng cho những bạn tri giao có học thức tại huyện Cáp Trường Triều. Do vậy mới biết pháp môn tịnh độ là pháp môn đặc biệt trong Phật Pháp, thực hiện dễ thành công cao, dùng sức ít hiệu quả nhanh chóng, cậy vào Phật tử lực liền có thể liễu sanh thoát tử ngay trong đời này. So với những kẻ cậy vào tự lực để liễu sanh tử thì khó dễ, khác biệt vài vọt hệt như một trời một vực. Mùa hạ năm nay, ông Lý từ Cam Túc trở về làng ngày 8 tháng 4, đến Quán Âm Tự lễ Phật, thấy điện vũ điêu tàn, thánh tượng long lở rất mẻ, muốn tu bổ đôi chút nhưng tiếc rằng rất chẳng thể pháp nổi, đến đất tô cậy quang viết sớ để hô hào người khác giúp tay. Quang nói, đằng trong lúc tai họa liên tiếp xảy ra, nhân dân khốn khổ này chỉ sợ chẳng có mấy người chịu thí xả, nhưng đem thờ sớ của tôi cho mọi người xem, dẫu người ta chẳng bỏ ra một đồng nào cũng đã gieo được thiện căn liễu thoát ngay trong đời này cho người ấy, huống chi nghĩ đến ân đại sĩ sẽ có người tùy phận tùy sức giúp đỡ. Khoản tiền quyên được, nếu nhiều sẽ tu bổ lớn, nếu nhỏ sẽ sửa chữa nhỏ. Dẫu chẳng được một đồng nào thì tôi vẫn không uổng công soạn tờ sớ, ông vẫn có công quyên mộ lớn lao. Vì sao vậy? Do người ta đọc tờ sớ này sẽ biết hồng ân độ chúng sanh của Đức Quán Âm và đại pháp niệm Phật để liễu sanh tử, sẽ thấy sau này những kẻ nối tiếp nhau khởi lên nhiều không thể kể xiết, cứ gì cứ phải chấp nhặt một thời một chỗ mới là báo ân hoằng phát hay sao? 23. Sứ quyên mộ xây dựng đại điện của Liên Tu Tịnh Xá tại Đập Dương Thiện, huyện Giang Đô, Dương Châu, năm Dân Quốc 23-1934. Pháp môn tịnh độ thích hợp khắp ba căn, thông nhiếp trọn vẹn lợi căn lẫn độn căn, thực hiện dễ mà thành công cao, dùng sức ít mà hiệu quả nhanh chóng, chẳng đoạn hoặc nghiệp mà được dự vào địa vị nhất sanh bổ xứ,
Ngay trong đời hiện tại chắc chắn thoát khỏi luân hồi lục đạo, do pháp này là chỗ quy túc của hết thảy các pháp, thiền giáo luật mật là đạo trọng yếu để ba đời chư Phật viên mãn Bồ Đề vậy. Vào quý đời Minh, Hòa Thượng Giác Căn mở một đạo tràng tịnh độ tại Đập Dương Thiện thuộc Giang Đô, chuyên tu niệm Phật Tam Muội. Từ đấy về sau, luôn có cao nhân chủ trì, vì thế pháp đạo tồn tại lâu dài chẳng suy vi. Trong thời Hàm Phong đồng trị nhà Thanh, sau cơn Bình Hỏa, Hòa Thượng Tịch Sơn phái người trông coi, gần đây giao cho đồ đệ là Chí Định làm trụ trì, nghiêm túc tuân theo quy củ xưa chẳng dính đến ngoại duyên. Năm ngoái, bị gặp trận lụt lớn, điện đường Liêu Xá đều bị cuốn ra biển Đông, tường vách đại điện chẳng còn sót gì. Lúc dựng đại điện đã dùng ba cây gỗ lớn để chống đỡ khám thờ Phật, cũng bị trôi đi mất. Khám thờ Phật bị nước lũ xoáy vỡ, cũng bị cuốn đi. Nước ngập đến gối tượng Phật, kim thân của bộ tượng Tây Phương Tam Thánh cao 8 thước đều tạc bằng gỗ hương chương, kể cả tòa sen gặp cơn vùi dập này chẳng bị tổn hoại mảy may. Đủ thấy nước lũ do ác nghiệp của chúng sanh chiêu cảm, tượng Phật gặp phải trấn trận tấn công dữ dội này mà vẫn nghiễm nhiên như cũ. Ấy là vì muốn thị hiện cho khắp mọi chúng sanh được thấy để họ quy mạng, gieo tấm lòng thành cầu được vãng sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. Sau khi nước rút, trước hết sư Chí Định dựng một lều tranh để tượng Phật chẳng bị nắng hun mưa xối. Nhưng chuyện tu bổ đại điện thì chỉ biết than vãn xuông, chẳng biết làm sao hơn. May có huyện trưởng huyện Giang Đô là ông Dương, cục trưởng cục tài chính là ông Diệp, cục trưởng cục công an là ông Trần, cục trưởng cục kiến thiết là ông Lý, và những vị thân sĩ cao niên vùng Giang Đô, ai nấy thấy chuyện kỳ lạ như thế đều bỏ tiền ra giúp đỡ hòng khôi phục ngôi cổ đạo tràng, làm chỗ cho người địa phương cầu phước. Do vậy sư Chí Định xin tôi viết bài sớ giải bài nguyên ủy để khẩn cầu mười phương đàn Việt. Phần dưới lược đi. 24. Sớ quyên mộ tu bổ đại điện và các điện đường Liêu Xá chùa Nam Thiên Trúc Diễn Phước tại Hàng Châu, năm Dân Quốc 18-1929. Quán Thế Âm Bồ Tát trong vô lượng kiếp trước đã sớm thành Phật đạo hiệu là Chánh Pháp Minh, nhưng do tâm từ bi tha thiết, lòng độ sanh ân cần nên lại chẳng lìa cõi tịch quang, hiện hình trong chín giới tiểu lại hiện thân tầm thách cứu khổ, đủ mọi phương tiện độ thoát chúng sanh, tức là khiến cho kẻ chưa gieo thiện căn, chưa chín mùi, chưa độ thoát sẽ liền gieo, liền chín mùi, liền độ thoát. Nên dùng thân nào để độ được bản hiện thân ấy thuyết pháp. Do vậy nơi nơi đều lập đạo tràng, nhưng Thiên Trúc là nơi thấy rõ nhất, vì Hàng Châu thường được xưng là Phật quốc, nhân dân thiện căn sâu dày, nên Bồ Tát linh cảm dị thường. Nằm Thiên Trúc Diễn Phước tự là do ông Trần Trọng Bảo xây dựng vào năm Khai Hoàng 15, 595 đời Tùy, thầy Pháp Sư Chân Quán Khai Sơn. Pháp Sư vốn thuộc dòng họ Phạm danh giá ở Tiền Đường, đã thoát khỏi bẫy lồng từ bé, trí huệ thiên bẩm, thâm nhập kinh tạng, triệt ngộ tự tâm, thoạt đầu đến yết kiến Thiên Thai Trí Giả Đại Sư, được Đại Sư dùng lễ đồng môn để đối đãi, để có thể hình dung được mức độ cao sâu, nơi đạo đức và sự ngộ chứng của Sư. Đến khi trụ tại chùa này, Sư thường giảng kinh Pháp Hoa, Pháp Đạo hưng thịnh ít ai sánh bằng. Vì thế người đương thời nói, Thiên Trúc có chân quán là bằng nửa thiên hạ rồi. Từ đấy về sau bể sâu biến đổi hương phế không nhất định, đến năm Thuần Hiệu thứ 8, 1248, đời Tống Lý Tông, chùa lại được trùng hưng, vua ban biển ngạch là dùng ân diễn phước tự. Cho mãi đến đời Nguyên, thời nào cũng có cao nhân, nhưng được nhận Pháp Sư trụ trì 6 năm Hoàng Dương lớn lao, giáo nghĩa Thiên Thai và Liên Tông. Pháp Sư lễ tụng siêng gắng cõi đời ít ai sánh bằng. Lúc mới xuất gia, sư lễ thần Già Lam, tượng bèn hư đổ, nếu chẳng có cội gốc sâu xa, làm sao được như vậy. Đến cuối đời Minh gặp cơn binh hỏa, chùa biến thành gò hoang, dân phụ cận chiếm cứ làm của riêng đã hơn 200 năm. Năm Dân Quốc thứ 5 1916, Hòa Thượng Hồ Bão Pháp Luân nhân đọc sách vở mới biết nguyên do, muốn bảo tồn cổ tích, chỉ mong khôi phục. Hỏi những bậc cao niên tìm được nền chùa cũ, đem 3.000 đồng chuộc lại, được hơn mười mấy mẫu, liền dựng một am tranh, phái người chăm sóc để đợi cơ duyên. Đến năm Dân Quốc 12, 1923, Đại sư Phật Duyên mới tiếp nhận trông nom sáng chiều lễ tụng, mong có người nương theo đại nguyện lân sẽ trải vàng trùng hưng, đạo tràng tịnh độ hoành siêu. Phần sau lược đi. 25. Sớ quên mộ tổ chức Pháp hội cầu đảo hàng năm để lận lạc rộng khắp.
năm Dân Quốc 18-1929, viết thay cho nhóm cư sĩ Vương Nhất Định. Về sau, do thầy Minh Giác qua đời nên chưa tiến hành được. Trộm nghĩ thế giới vốn bình yên do tình kiến khác biệt mà thành rối loạn. Lòng trời vốn từ thiện do sự ác của chúng sanh chiêu cảm nên tai ương thường giáng xuống. Do vậy mấy năm gần đây, đao binh lụt lội hạn hán đói kém tật dịch liên tiếp xảy ra, dân không lẽ sống. Nhưng đã cùng sống trong khoảng trời đất, há chẳng ôm lòng, dân là người ruột thịt, loài vật giống như ta ư. Vì vậy, những người cùng hàng hèn kém như chúng tôi trong nhiều năm qua, hễ các thứ tai ương hoạn nạn xảy ra ở các nơi đều tận hết sức mọn để cứu giúp. Ấy chính là thương xót cho nỗi khổ sở đắng cay trong đời này mà là phương cách. Thêm nữa, hồn người đã khuất, không chỗ quay về, lâu ngày biến thành vong linh dữ dằn. Nếu chẳng lập cách siêu độ thì làm sao an ủi được những loại cô hồn ấy dưới suối vàng cho được. Vì thế mỗi năm phải đặc biệt lập đạo tràng để cứu vớt cô hồn, cầu chúc thái bình. Đấy chính là nhiệm vụ cấp bách để ngăn dứt tai ương trong tương lai vậy. Từ trước đến giờ, việc cầu đạo chưa quyết định tại chỗ nào. Tứ quỷ ý, tùy ý cử hành tế độ cô hồn. Trộm nghĩ Quán Âm đại sĩ thệ nguyện rộng sâu, danh sơn Phổ Đà là nơi ngài ứng hóa, Hòa thượng Minh Giác lại là vị tăng chân thật, tiến hành chuyện công ích. Do vậy tính giao phó cho ngài thực hiện pháp hội này ngay tại am của ngài. Vào dịp thanh minh trong tháng 3 âm lịch sẽ niệm thánh hiệu Quán Thế Âm 7 ngày. Vào ngày viên mãn sẽ đặc biệt làm lễ thí thực. Vào tháng 7 bạn niệm thánh hiệu Đức Địa Tạng 7 ngày, thí thực 7 hội. Tiết Đông Chí sẽ niệm thánh hiệu Phật Di Đà 7 ngày, đến ngày viên mãn sẽ thí thực 1 hội. Mỗi lần đều thỉnh 48 vị tăng dùng công đức ấy để siêu độ hết thảy những cô hồn chết vì đao binh lũ lụt hạn hán đói kém tật dịch, để họ đều được sanh vào đường lành, ngõ hầu chẳng đến nỗi biến thành oán quỷ gây ra chuyện hung ác. Từ đấy nhân dân yên vui, lòng trời hòa thuận vui sướng, mưa nắng do vậy sẽ đúng thời, sâu dày do vậy chẳng sanh sôi, thì vật mạnh dân yên, thiên hạ thái bình vậy. Lại nguyện quân dân trưởng quan ai nấy phước thọ đều tăng cao, chuyện tốt lành xảy đến hưởng đủ năm thứ phước như cơ tử đã luận, cùng nhận lãnh trăm điều tốt lành như đã nói trong bài giáo huấn của Y Doãn. Dùng phước đức này vỗ về trăm bẫm dân ta, phong thái đại đồng sẽ lại được thấy trong ngày nay. Phàm những ai cùng hàng với tôi xin hãy giúp đỡ tán thành. 26. Sự lễ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát Cầu Co, năm Dân Quốc 29-1940, soạn vào cuối xuân năm Canh Thìn. Ngưỡng vọng Quán Âm đại sĩ thể nguyện sâu xa minh mông, bình đẳng nhiếp thọ pháp giới hữu tình, khiến cho kẻ chưa gieo thiện căn, chưa chín mùi, chưa độ thoát sẽ liền gieo, liền chín mùi, liền độ thoát. Nên dùng thân nào để độ được, bèn hiện thân ấy thuyết pháp. Ấy là vị đại sĩ vô tâm, dùng tâm của chúng sanh để làm tâm. Đại sĩ vô niệm, dùng niệm của chúng sanh làm niệm. Vì thế khởi lòng từ vô duyên, vận lòng bi đồng thể. Như vầng trăng vàng vạc in bóng khắp ngàn sông, như ánh nắng xuân khiến cho khắp muôn loài cỏ cây xanh sôi. Khắp các cõi nước nhiều như bụi trần cảm thì ngài sẽ ứng trong khắp các cõi nước nhiều như bụi trần. Không điều mong cầu nào chẳng được toại ý, có nguyện gì đều được vừa lòng. Đệ tử và vợ là đau xót trước cảnh thế đạo nguy ngập, thương cho lòng người chìm đắm ngày càng thêm xuống dốc, chọn chẳng ngưng dứt. Ngưỡng mong đại sĩ ban cho chúng con một đứa con phước đức trí huệ, để trong tương lai nếu nó nghèo cùng thì sẽ riêng mình nó thiện, hỏng sướng xuất, hướng dẫn một làng, hễ hiện đạt thì khiến cho người khác cũng được tốt lành, đẩy lùi con sóng cuồng nghiêng ngửa. Riêng lập ra ba điều ước định để làm điều kiện tiết khởi. Thứ nhất là giữ thân tiết dục, thứ hai là giữ vệ luân thường tích đức, thứ ba là khéo dạy từ lúc còn nằm trong thai và khi còn thơ ấu, gắng sức hành ba điều này để mong khỏi phụ tấm lòng từ mênh mông của đại sĩ. Lại mong hết thảy đồng nhân trong ngoài bốn biển đều dứt ác tâm, đều phát thiện niệm, đều sanh con phước đức trí huệ, đều thấu hiểu lòng nhân, che khắp trở đều, coi nước láng giềng như chân tay, xem thiên hạ như một nhà, duy trì lẫn nhau, chẳng xâm lăng ngược đãi nhau, để mong trên là an ủi được ơn lớn mênh mông của cha trời mẹ đất, dưới xứng danh con người cùng với trời đất xưng là tam tài, chuyển đại loạn thành đại trị. Khắp nơi cùng vui sướng sự giáo hóa của Đức Phật được tỏ suốt hai nơi, muôn nước đều yên ổn. Kính nguyện Bồ Tát Phổ Thí sự không sợ hãi, thương xót tấm lòng ngu thành của con, cho con được mãn nguyện. Ngày tháng năm, đệ tử chăm lại trình lên. Ba điều trọng yếu để cầu con. Thứ nhất, giữ thân tiết dục để vun bồi tiên thiên.
Thứ hai là giữ vẹn luân thường tích đức để lập nền phước. Thứ ba là khéo dạy từ khi còn trong thai và khi con còn thơ ấu để con khỏi học theo thói phàm. Ba chuyện trọng yếu này phải chú tâm thực hành. Ngoài ra lại còn dùng lòng trí thành lễ niệm Đức Quán Thế Âm, cầu ngài ban cho đứa con phước đức trí huệ, rạng danh tổ tiên, vẻ vang đất nước, ắt sẽ được như lòng mong cầu, chẳng phụ thánh ân vậy. Một, thứ nhất, giữ thân tiết dục để vui vun bồi tiên thiên. Nếu chẳng tiết dục thì tinh khí bạc nhược ắt khó thọ thai được, dẫu có thọ thai ắt khó thành người, dẫu được thành người nhưng vì tiên thiên chẳng đủ, chắc chắn sẽ bấy bớt, đã không có thân lực mạnh mẽ dũng mãnh khỏe khoắn, mà cũng chẳng có tâm lực thông minh mẫn tiệp nhớ dai, chưa già đã suy, chẳng làm nên cơm cháo gì. Cầu được đứa con như thế, dù Bồ Tát có thỏa nguyện, thì thật ra người cầu con cũng đã phụ ân Bồ Tát rất sâu vậy. Hai, thứ hai, giữ vẹn luân thường tích đức để lập nền phước. Muốn sanh được đứa con phước đức trí huệ, rạng danh tổ tiên, vẻ vang đất nước, ắt phải giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, hiếu thuận cha mẹ, kính trọng người bề trên, đối đãi tốt đẹp với quyến thuộc, thương xót giúp đỡ tôi tớ, đấy là những điều phải làm trong gia đình. Còn đối với xóm giềng bạn bè, đều phải nên hòa mục khuyên dạy, khiến cho người già khéo dạy con cái trẻ nhỏ, khéo phụng sự cha mẹ. Người bề trên thường dùng những thuyết giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, kiêng giết, bảo vệ sanh mạng, ăn chay niệm Phật, nguyện sanh Tây Phương, vĩnh viễn thoát khỏi khổ luân, để khẩn thiết diễn nói với khắp mọi người cùng hàng, khiến họ bồi đắp cái nhân xuất thế thủ thắng, đều thành dân lành giữ đạo. Làm được như thế thì nhất cử nhất động đều có ích cho mình lẫn người, mỗi lời nói mỗi hành vi đều đáng làm khuôn phép, đứa con sanh ra ắt sẽ siêu quần bạt tụy, tuy có thành tựu lớn lao. Đứa con sanh ra ắt sẽ siêu quần bạt tụy, có thành tựu lớn lao. Cố nhiên Bồ Tát khiến cho con người được mãn nguyện, mà con người cũng an ủi tấm lòng Bồ Tát vậy. Ba, thứ ba, khéo dạy từ khi còn trong thai và khi con còn thơ ấu để con khỏi học theo thói phàm. Những bậc thánh nhân tuổi trước đều do cha mẹ hiền khéo dạy mà thành, huống chi phàm nhân. Nếu người cầu con chịu dùng cách thai giáo, đứa con nhất định hiền thiện. Sau khi cấn thai rồi, người mẹ phải giữ sao cho hình dung đoan trang, chân thành, thanh tĩnh, lời lẽ phải trung hậu hòa bình, cư xử phải hiếu hữu, cung kính hòa thuận, đi đứng nằm ngồi thường niệm thánh hiệu Quán Âm. Bất luận niệm ra tiếng hay niệm thầm, đều phải lắng tai nghe, hễ nghe thì tâm quy về một mối, công đức càng lớn. Nếu áo mũ tề chỉnh, rửa tay xúc miệng sạch sẽ, thì niệm ra tiếng hay niệm thầm đều được. Nếu chưa tắm gội xúc miệng, đi đến nơi không sạch sẽ và lúc ngủ nghỉ hãy đều nên niệm thầm. Công đức niệm thầm giống hệt niệm ra tiếng, chứ những lúc ấy mà niệm ra tiếng thì không hợp nghi thức cung kính. Nhưng đến khi sanh nở, chớ nên niệm thầm, vì lúc sanh nở phải dùng sức để đẩy đứa con ra. Nếu ngậm miệng niệm, ắt sẽ bị bệnh tắc khí. Sản phụ tự niệm, gia quyến đều chọn niệm, chắc chắn chẳng bị khó sanh, cũng không bị những điều nguy hiểm sau khi sanh nở. Nếu có thể cẩn thận thân miệng ý như thế, kiển thành niệm Quán Âm, mong cho thai nhi được hưởng chánh khí thuần thiện ấy, thì đứa con sanh ra chắc chắn chẳng phải là hạng tầm thường. Đến khi con hiểu biết, liền nói với nó về nhân quả báo ứng, lợi người lợi vật, ắt tốt lành, hại người hại vật ắt tiêu vong. Phải biết lợi người lợi vật thật sự là lợi mình, hại người hại vật còn quá hơn hại mình. Làm lành ắt có thiện báo, tạo ác ắt bị ác báo. Lại còn nói làm người ắt phải tuân hành tám đức, hiếu đễ trung tín lễ nghĩa liêm sỉ thì mới chẳng thẹn làm người. Nếu không tuy mang hình dáng con người, tâm hệt như cầm thú vậy, chẳng được nói dối, chẳng được bừa bãi cuồng ngạo, chẳng được chiếm đoạt đồ vật của người khác, chẳng được đánh chửi người ta, chẳng được dẫm đạp trùm kiến giấy có chữ ngũ cốc đồ vật. Cử động hành vi ắt phải có ích cho cha mẹ, cho chính mình, không gây tổn hại đến người đến vật. Ngoài ra hãy nên dạy nó thường niệm thánh hiệu Quán Âm để mong tiêu trừ ác nghiệp, tăng trưởng thiện căn, tập quen từ thơ ấu, lớn lên sẽ là người thuần thành chuyên dốc, đến chẳng đến nỗi tự kiêu khinh người, thành phường cuồng vọng. Khéo dạy như thế thì đối với tổ tông là đại hiếu, đối với con cái là đại từ, đối với nước nhà xã hội là đại trung. Tôi thường nói quyền trị quốc bình thiên hạ, hàng nữ nhân nắm quá nửa là vì lẽ này. Đức cao đẹp ấy có thể nối gót ba bà Thái đời Châu, ngõ hầu chẳng phụ danh xưng Thái Thái. Nguyện những người cầu con hãy đều nên lấy những điều trên đây làm khuôn phép, thì nước nhà sẽ may mắn lắm thay. Ghi thêm những chuyện cấm kỵ để tránh họa hại.
Phàm người cầu con thì vợ chồng phải ước định đoạn dục nửa năm để bồi đắp tiên thiên cho đứa con. Đợi khi người vợ sạch kinh nguyệt bèn chung đụng ắt sẽ thọ thai. Chưa sạch kinh nguyệt chớ nên ân ái. Ân ái ắt sẽ bị bạt kinh gây ra bệnh bạch đới rất nguy hiểm. Lại phải nhằm ngày lành tháng tốt khí trời trong trẻo. Lúc mưa to gió lớn sấm chớp sét lòa phải hết sức kiêng kỵ. Trong thiên nguyệt lệnh sách lễ ký có chép: Quý xuân tiên lôi tam nhật, thổ nhân dĩ mộc, đạo tuần vu, đạo lộ. Viết: Lôi tương phát thanh, hữu bất giới, kỳ dung chỉ giả, sanh tử bất bị, tất hữu hung thai. Cuối xuân trước khi sấm động 3 ngày, viên quan truyền lệnh dùng linh gỗ đi khắp các nẻo đường truyền lệnh: Sấm sắp có sấm động, kẻ nào chẳng kiêng ăn nằm thì sanh con chẳng toàn vẹn, ắt sẽ bị tai nạn hung hiểm. Bậc vua thánh thời cổ đau đáu nghĩ đến cuộc sống người dân, đặc biệt phái quan đi tuyên bố lệnh ấy, lại còn cho chép vào kinh điển, chẳng phải là tấm lòng của trời đất cha mẹ ư? Tù nhân là ông quan tuyên bố mệnh lệnh, mộc đạp chính là cái linh dung linh cho dân chúng đều nghe thấy. Tuần là đi, đạo lộ bao gồm đường nẻo trong thành thị và làng quê. Dung chỉ là ăn nằm, bất bị là ngũ quan, tứ chi không trọn vẹn, hoặc sanh ra quái vật hung tai, là vợ chồng hoặc bị bệnh ngặt hoặc bị tử vong. Đã cấn thai rồi vĩnh viễn thôi ăn nằm thì chắc chắn sanh được đứa con, thân tâm mạnh khỏe, phước thọ sâu dày. Có thai rồi chung đụng một lần thì thai bị trúng độc một lần, lớp bọc thai nhi dày thêm một lần, xả nạn tăng thêm một tầng. Nếu có thai lâu ngày rồi giao phối có thể bị sảy thai hoặc gây tổn thương cho thai. Những điều này là do cư sĩ Trương Đức Điền ở huyện Vĩnh Gia, tỉnh Chiết Giang nghĩ thương cho thế đạo nhân tâm ngày càng đi xuống, nên vào mùa thu năm ngoái bèn gửi thư xin quang viết bài sớ lễ niệm Quán Âm cầu con và nói lên cách giữ gìn thân thể, tích đức, dạy dỗ khéo léo vân vân để mong sanh ra những đứa con đều là hiền thiện, ngõ hầu đất nước dần dần đạt đến thái bình. Quang nhiều lần lại cớ già cả để từ chối, ông ta vẫn nhiều lần khẩn cầu, khó lòng phước tử mãi, bèn soạn bài sớ đơn giản cùng với ba điều trọng yếu cho xong trách nhiệm. 27. Lại bản cho cuốn Liên Tông Chánh Truyền, năm Dân Quốc 18, 1929. Cuốn sách Pháp Vũ, quyền Trích Lục, Giọt Nước Pháp Vũ đã trình bày khá rõ ràng về những lẽ lợi hại trợ niệm do trợ niệm khi lâm chung và phá hoại trách nhiệm của việc tắm rửa, thay quần áo, khóc lóc, vân vân. Mẹ ông Châu Sư Đạo, mày nhờ sức trợ niệm mà được chánh niệm rõ ràng. Hiện các tướng lành qua đời, do vậy anh em ông ta đem in cuốn sách ấy theo lối thạch bản mấy trăm bản để tặng những người hữu duyên xa gần. Nay lại dùng số tiền do mẹ để lại để in một vạn cuốn Liên Tông Chánh Truyền nhằm kết tịnh duyên, mong cho mẹ chưa vãng sanh sẽ được vãng sanh, đã vãng sanh sẽ tăng cao phẩm vị. Do vậy đem cuốn Pháp Vũ Quyên Trích Lục in kèm vào sau cuốn sách này, ngõ hầu hết thảy mọi người đều biết lẽ lợi hại do trợ niệm và phá hoại chánh niệm, để chẳng đến nỗi vì yêu thương cha mẹ và yêu thương anh em vợ con quyến thuộc mà làm chuyện trái đạo, do cái tâm yêu thương làm chuyện tổn hại mà vẫn tưởng chính mình đã hết lòng vì người chết, nhưng do phàm phu hiểu biết kém hèn, chưa nghe Phật pháp, nào ai biết được bao nhiêu chuyện tổn hại hay hữu ích. Sách này lưu truyền xa gần để cha mẹ, anh em vợ con quyến thuộc của hết thảy những ai chánh tín niệm Phật khi còn sống gieo thiện căn sâu xa, mất đi thì thần thức siêu thăng tịnh độ. Phương pháp này do Hòa Thượng Thiện Đạo Đại Đường đã phát minh ra, cho rằng người thường ngày chẳng niệm Phật mà nương theo trợ niệm cũng có thể vãng sanh. Hòa Thượng Thiện Đạo là hóa thân của Phật Di Đà, do vậy biết pháp ấy lợi ích sâu rộng, nguyện khắp những người thấy nghe đều sanh chánh tín, khuyên giải lẫn nhau, công đức vô lượng, đến khi chính mình lâm chung chắc chắn có người trợ niệm. Vì sao vậy? Do nhân như vậy sẽ cảm được quả như vậy, nhân lẫn quả đều phù hợp nhau. 28. Lời bạt ấn tống tịnh độ ngũ kinh, năm Dân Quốc 26, 1937. Kinh Phạm Võng chép: Người là Phật sẽ thành, ta là Phật đã thành. Thường tin được như vậy thì giới phẩm đã đầy đủ. Kinh Hoa Nghiêm dạy: Hết thảy chúng sanh sẵn đủ trí huệ đức tướng của Như Lai, nhưng do vọng tưởng chấp trước nên chẳng thể chứng đắc. Nếu liền vọng tưởng chấp trước thì nhất thiết trí, tự nhiên trí, vô ngại trí đều được hiện tiền. Do vậy biết tâm tánh chúng sanh và tâm Phật vốn đồng, ba pháp tâm Phật chúng sanh không sai biệt, chỉ vì mê hay ngộ mà phân biệt vậy. Hiểm rằng khi chúng sanh còn mê chưa giác, dẫu sẵn đủ Phật tánh viên mãn rộng lớn theo chiều dọc, cùng tột ba đời theo chiều ngang trọn khắp mười phương,
Nhưng tánh ấy hoàn toàn bị vùi lấp trong trần lao ngược ngạo nương theo sức công đức của phần tánh ấy để khởi hoặc tạo nghiệp vì báng tam bảo tự hại hại người. Thật giống như dòng suối chảy ngập dưới đất, hoàn toàn chẳng hay biết, ắt phải đợi thời tiết nhân duyên khơi mở mới dần dần tỏ lộ được. Vì thế xưa nay nhiều bậc vĩ nhân có quyền lực thuở bé mê muội chuyên lo hủy báng Phật pháp, đến khi sự lịch duyệt đã dần dần sâu hơn, gặp cảnh chạm duyên đột nhiên giác ngộ bèn quy y tam bảo tận lực phục hành, cũng chẳng thể kể xiết, đủ chứng tỏ Phật pháp rộng lớn quả thật là tâm pháp vốn sẵn có của hết thảy chúng sanh vậy. Cư sĩ Ngô Nam Phủ ở Cát An, tỉnh Giang Tây, túc căn sâu dày, từ nhỏ buôn bán ở bến Thượng Hải, giữ tấm lòng từ thiện, hiềm rằng hoàn toàn chẳng biết đến Phật pháp, ngược ngạo coi chuyện tin Phật là mê tín, và ông ta là Trương Thị, tuy sẵn đủ tín tâm nhưng lại chẳng biết phân biệt tà chánh, dẫu có khuyên can cũng khó thể khơi gợi được. Năm Dân Quốc 20, 1931, ông Ngô Nam Phủ bị cướp bắt trói dẫn về xảo huyệt, sầu khổ chen lẫn, suy nghĩ không ra cách nào, sực nhớ lời Trương Thị khuyên nên tin tưởng Phật pháp, do vậy bèn mong Phật tử bi cứu giúp, hòng thoát xảo huyệt bọn cướp. Nào ngờ Phật pháp chẳng thể nghĩ bàn, lòng từ của Phật như mẹ nhớ con, cảm ứng đạo giao nhanh chóng như ruồi vừa chạm mặt trống, liền vang ra tiếng. Hễ có cảnh, chợt có cảnh sát vì cứu người khác mà chạy lầm đến nơi nào đó, liền cứu ông ta ra, chẳng tốn một phân tiền mà an nhiên thoát hiểm. Ông ta mới biết Phật pháp linh ứng, hơi dấy lòng tin, bèn đến những nơi như Phổ Đà, vân vân, dâng hương lễ Phật. Năm Dân Quốc 22, 1933, cùng với vợ là Trương Thị dẫn theo một đứa con ngồi xe hơi chạy đến chỗ đường cong giữa đường, chợt một thiếu nữ Tây phương từ bên đường băng ngang và ngay vào xe, bị xe chẹt ngang ngã sóng xoài dưới xe. Ba người cha con bọn họ sợ đến nỗi hồn muốn lìa khỏi xác, mồ hôi đẫm lưng, cho là cô gái ấy đã thành ba đoạn rồi, cấp tốc niệm Quán Thế Âm Bồ Tát để mong Phật rủ lòng từ giác bị giải cứu. Đến khi ngừng xe lại coi thì thấy cô gái Tây phương ấy nằm ngửa dưới gầm xe, lọt thỏm giữa bốn bánh, bị xe lôi đi mấy chục bước. Cùng lúc tuần cảnh dân phố xúm lại đông nghẹt, cha cô gái ấy cũng tìm tới đỡ cô ta lên, chỉ thấy khắp mặt cô ta đỏ bừng, trọn chẳng bị xây xát gì. Trải qua kiểm nghiệm, cô ta trọn chẳng bị tổn thương mảy may gì, cô ta liền theo cha bỏ đi. Cư sĩ trải qua hai trận nguy hiểm, lòng tin rộng mở. Năm Dân Quốc 23, 1934, đặc biệt xin được quy y với Quang, bèn đặt cho pháp danh là Huệ Vân, Trương Thị có pháp danh là Huệ Hiển. Tiếp đó lại thọ ngũ giới, từ đây tín tâm chân thật thiết tha, tinh tấn tu trì, lại tạo công đức rộng rãi tại các chỗ như Linh Nham. Thêm nữa, mấy người con trai ông ta sanh liên tiếp mấy đứa cháu gái, khó thể có được cháu trai. Đến năm Dân Quốc 24, 1935, đúng dịp cư sĩ mừng thọ 60, cô dâu cả sanh được một đứa con trai, các thân hữu xuống lại chúc mừng. Do cư sĩ đã trường trai thờ Phật trong tiệc thọ của chính mình và lễ đầy tháng cho cháu nội, đều dùng cỗ chay, chọn chẳng dùng mảy may món mặn nào để nhằm đề xướng kinh giết ăn chay, này lại dùng 1.000 đồng để in tịnh độ ngũ kinh, hồng biếu tặng kết duyên, thỉnh Quang viết lời bạt, được thuật nhân duyên tin Phật của ông ta, nguyện khắp những ai chưa phát lòng tin, do thế nghe chuyện này sẽ khởi tín tâm, người đã phát tín tâm thì sẽ do vậy mà lòng tin được tăng trưởng, ngõ hầu người người tin Phật, cùng sanh Tây phương, cùng viên trùng trí để an ủi buồn hoài phổ độ chúng sanh của chư Phật vậy. 29. Lời tựa cho bài sám hối văn của ông Thành Phục Sơ, năm Dân Quốc 25, 1936. Nhân quả là phương tiện lớn lao để thánh nhân bình trị thiên hạ, Phật độ chúng sanh. Ai nấy, nếu ai nấy đều biết nhân quả sẽ tự trừ khử nhân dục, noi theo thiên lý để khôi phục lương tri sẵn có, thì chuyện thành ý chánh tâm, tu thân tẩy gia trị quốc bình thiên hạ đều do điều này mà được hiển lộ rộng rãi. Phật pháp là căn bản của các pháp thế gian lẫn xuất thế gian. Từ khi Phật pháp được truyền vào Trung Quốc dưới đời Hậu Hán hồi 1.800 năm, do được vua thánh Tôi Hiền, những vị thông suốt thấu hút đạt hộ trì đề xướng lên, được truyền bá khắp trong ngoài nước. Trong thời gian ấy, tuy bị đôi ba tên vua hùng bạo và những nhà nho câu nệ bài xích bỉ trừ, nhưng bọn chúng đều là hạng ngửa mặt nhổ lên trời, đương nhiên tự bị như bẩn. Bọn Trình Châu đầy tống đọc kinh điển đại thừa nhà Phật, thân cận tri thức thiền tông, để mong trộm lấy ý nghĩa học tự khoe khoang, do chưa đọc trọn khắp các kinh, chưa tham học rộng khắp với tri thức các tông, bèn trộm lấy ý nghĩa toàn sự chính là lý trong kinh Phật
và pháp gì chuyện gì cũng đều quy về tự tâm trong tông môn để giải thích kinh đạo nho. Rốt cuộc trở thành tà kiến chấp lý phế sự. Như nói, trời chính là lý, nào thật sự có vị vua đội mão xử đoán đâu. Quỷ thuần là lương năng của hai khí âm và dương. Còn người sau khi chết đi hình hài đã mục nát, thần thức cũng phiêu tán, dẫu có chém chặt sai dã sẽ thi thố vào đâu. Hơn nữa thần hồn đã phiêu tán rồi, lấy ai để thác sanh. Thoạt đầu do chấp lý mà phế sự, kế đến trở thành đoạn diệt hoan không. Do vậy hết sức phô trương ý kiến của chính mình, báng Phật pháp sâu xa, bảo sự lý nhân quả ba đời luân hồi lục đạo do Đức Phật đã nói chính là căn cứ để phỉnh phờ ngu phu ngu phụ tuần phụng giáo pháp của Đức Phật, chứ thật ra không có chuyện ấy. Từ đấy những kẻ phàm, những kẻ theo lý học đều đén lút xem kinh Phật, nhưng đều cật lực bám phủ Phật pháp, chẳng suy xét căn bản của đạo, chỉ chấp chặt vào tri kiến môn đỉnh. Từ đấy cách trị tâm, trị thân, trị quốc, trị thế chỉ còn bề ngoài, chọn chẳng có căn bản, vừa bị âu hóa liền ngả dạp theo gió, rốt cuộc biến thành hiện tượng phế kinh điển, phế luân thường, tranh thành giành đất, thê thảm chẳng nỡ nghe, trở thành cuộc loạn lạc lớn nhất kể từ khi có con người đến nay. Xét đến căn nguyên đều là do học thuyết bài bác bài xích nhân quả luân hồi ươm thành. Từ sau Trình Châu trở đi, người học hễ thiên tư thông minh thì không ai chẳng chúng phải chất độc do bọn Châu Trình truyền lại này. Tất cả đều tự khoe là bảo vệ đạo pháp, chứ chẳng biết đã trái nghịch đạo cũng lớn lắm. Đối với đại đa số con người suốt một đời không cách gì được nghe đến đạo, nhưng cũng có người lúc đầu bị hãm vào lối xe đổ, về sau thống thiết cải hối, thương mình xót người, muốn đem sự mê chấp của chính mình để làm tấm gương cảnh tỉnh cho hết thảy mọi người. Giống như ông Thành Phục Sơ ở huyện Tần An, tỉnh Cam Túc, nào có hạn lượng, dựa theo lời con ông ta là Tịnh Niệm đã viết thì Gia Nghiêm từ thuở 16-17 tuổi liền chúng phải chất độc do bọn Trình Châu đẻ lại, tự lấy chuyện bài xích Phật lão làm trách nhiệm của chính mình, tiếc cho một bè chống trái thiên kiến như kinh Phật rất khó được thấy, lại không có bậc cao tăng hoàng pháp hay bậc thông đạt lỗi lạc để thân cận, bèn coi lời lẽ của Trình Châu là lời bàn quyết định ngàn đời chẳng xê xích được, điển y theo những gì bọn họ nói để bài xích Phật lão, chứ thật ra chọn chẳng biết cội nguồn Phật lão ra sao, do lầm lạc bài xích Phật lão và chỉ coi những điều mình sủng phụng là tông chỉ chân chánh của nho giáo nên càng thêm mê muội. May sao đời trước đã gieo thiện căn, trời xét soi tấm lòng Ngô Thành, khiến cho cụ bệnh nặng mấy năm hỏng tự phản tỉnh. Thoạt đầu cụ vẫn nói thiên đạo vô tri, rồi đại ngộ chính mình thấy hiểu lầm lạc trái nghịch, từ đấy thống thiết sửa đổi lỗi trước, tận lực tu tịnh hạnh, bắt trước ông Liễu Phàm lập mạng, học đòi ông Tịnh Ý sửa đổi cái tâm. Tuy được tâm địa quang minh, mắt vẫn là như cũ. Năm Dân Quốc 16-1927, mắt phải kéo màng chẳng thể thấy mọi vật. Đến năm Dân Quốc 20-1931, mắt trái cũng thế, bèn cùng với con cực lực sám hối. Người con trích máu vẽ hình Phật, dùng chất son hỏa máu chép kinh. Ông ta tự soạn bài văn thú lỗi, mắt bèn thấy được mọi vật, mới biết chẳng bộc lộ lỗi mình, chọn khó thể tiêu nghiệp được. Nếu phơi bày lỗi xưa thì còn làm lợi cho người khác, do vậy bèn soạn bài văn sám hối in ra và cho những người cùng hàng, đem sự mê ngộ của chính mình để làm khuôn phép răn rè cho kẻ thông sáng mai sau, cậy quang viết lời bạc mong được lưu truyền rộng rãi. Do vậy tôi lược thuật nguyên ủy mắc bệnh của ông Thành Phục Sơ để mong những người có lòng lo cho thế đạo nhân tâm cùng bẻ đùi phong thái suy đồi, cùng giữ vẹn hạnh nho, cùng tu tịnh nghiệp, cùng được gọi ân Phật, cùng trừ khử món vật nhân dục huyễn vọng, cùng đạt được lương tri sẵn có, ngõ hầu có thể sáng tỏ minh đức nhằm an trụ nơi trí thiện, chỉ Phật hiệu để sanh Tây Phương, mất niệm biến thành cuồng, khắc chế được ý niệm sẽ thành thánh, lấy thân làm gương phổ độ quần mê, đều là do những điều đã được nói ở đây vậy. 30 Duyên khởi của Tịnh Nghiệp xã Chùa Tiên Khánh tại Tam Giang Khẩu, Hàm Giang, Nam Dân Quốc 20-1931. Một pháp niệm Phật là pháp môn tổng trì trong Phật Pháp, thích hợp khắp ba căn, thâu nhiếp trọn vẹn lợi căn lẫn lỗi căn, trên từ bậc đẳng giác Bồ Tát, chẳng thể vượt ra ngoài pháp này, dưới là phàm phu nghịch ác, cũng có thể dựa vào trong ấy. Nói nông cạn thì đàn bà trẻ nít đều có thể tu trì, nói sâu xa thì bậc thánh triết cũng chẳng thể hiểu trọn. Đã thế đối với hàng thiện tính tại gia, pháp này thích hợp căn cơ nhất,
do Đức Như Lai gọi hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng từ tâm trọn giết, tu thập thiện nghiệp, chính là chánh nhân tịnh nghiệp của tam thế chư Phật. Nên hễ là người niệm Phật thì đối với gia đình luôn thường đều phải chọn hết bổn phận, tức là cha tử con hiếu, anh nhường em kính, chồng hòa vợ thuận, chủ nhân từ, tứ trung thành vậy. Lại còn phải ngăn dặn rất ham muốn, rất lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành. Nhưng tu thiện trừ ác thì rất cần phải tích cực phản tỉnh, xem xét tại nơi khởi tâm động niệm, dốc lòng thực hiện rộng rãi để trừ khử những thói hư tật xấu, phiền não ác niệm, dè dặt kiêng sợ. Đừng coi thường thì mới là người lành, người lành niệm Phật mới có thể được hưởng lợi ích chân thật nơi niệm Phật. Ví như nền tảng vững vàng chắc chắn thì mới có thể tùy ý xây dựng lầu cao muôn trượng được. Hiện nay thấy đạo nhân tâm chìm đắm đến cùng cực, nói chung là vì chẳng nói đến đạo, chọn hết tình nghĩa, tận hết bổn phận và lý phước thiện họa dâm. Đối với chuyện luân hồi lục đạo và pháp niệm Phật vãng sanh thì càng không có cách gì nghe tới được, do tâm chẳng chú trọng đạo đức nhân nghĩa, nhân quả báo ứng, dẫu có nghe cũng chẳng thể sanh lòng tin. Bởi những lẽ đó ươm thành đại kiếp, thiên tai nhân họa liên tiếp giáng xuống, cơ duyên giết chóc ngập tràn, dân không lẽ sống. Những người có lòng lo cho cõi đời, muốn cứu vãn đều đề xướng Phật học và tu pháp môn niệm Phật. Bởi pháp này thật sự là pháp dễ tu trì, dễ thành tựu nhất trong Phật pháp. Như người tập bắn lấy mặt đất làm đích, bắn không phát nào chẳng trúng. Pháp này cậy vào Phật tử lực, nếu chịu tuân theo lời dạy tu trì thì không một ai chẳng thành tựu. Do vậy ai nấy hãy nên quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới, tuân hành thập thiện, dùng ba nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh, sanh lòng tin, phát nguyện niệm thánh hiệu Phật, cầu sanh Tây phương cực lạc thế giới, để mong liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. Người như thế sống là bậc thánh bậc hiền, thác lên cõi cực lạc, khuyên dạy lẫn nhau, nhìn nhau bắt chước làm lành, khó gì chẳng dứt tai tiêu họa, tu đức sẽ hưởng phước, giữ vẹn cái gốc, trọng luân thường, thay đổi phong tục để đạt đến thiên hạ thái bình, nhân dân yên vui. Do vậy nói rằng một pháp niệm Phật há chẳng là căn bản pháp luân để trấn hương sức dân, phụ trợ chánh trị giáo hóa, chẳng nắm giữ địa vị mà dạy dỗ dân, chẳng nhờ đến hình phạt mà dứt được chuyện ác tư. Nguyện những vị mang lòng vãn hồi kiếp vận đều cùng dự vào tịnh nghiệp xã. Những người ở xa xôi hoặc thân mang chức vụ bận bịu hoặc thanh niên phụ nữ chẳng tiện đến tịnh nghiệp xã thì đều có thể nhất tâm tịnh niệm ở nhà, lập ra tịnh nghiệp xã. Chẳng qua chỉ nhằm tạo một tổ chức để đề xướng diễn thuyết mà thôi. Hàng ngày niệm Phật cố nhiên là chuyện tu trì tại gia, chẳng thể không biết điều này. Tịnh nghiệp xã được lập tại chùa Tiên Khánh, vào ngày nào đó mỗi tháng xã hữu cũng đến niệm Phật. Niệm xong mời vị nào thông hiểu văn tử lý lẽ giảng diễn chương trình lẫn lợi ích do niệm Phật cũng như quy củ lẫn lợi ích của việc giáo dục con cái trong gia đình. Lại còn sắm sửa những sách giảng về niệm Phật tu thiện đơn giản gần gũi, ai muốn xem thì cứ trả tiền theo giá vốn để thỉnh về xem, chẳng tốn tiền nhiều lắm.